Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch kiểm tra đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 95% kế hoạch vốn đã bố trí. Theo đó, đoàn kiểm tra số 1 do ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, kiểm tra tại Sở Y tế, Chi cục Thủy lợi, Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về các công trình dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Đoàn kiểm tra số 2 do ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra tại ban quản lý dự án ODA, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy và các công trình dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Đoàn kiểm tra số 3 do ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ và các công trình dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Đoàn kiểm tra số 4 do ông Nguyễn thực hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn kiểm tra tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, Ủy ban nhân dân huyện Thế Lai và các công trình dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Thời gian kiểm tra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 17 tháng 12 năm 2021. Đối tượng kiểm tra là các chủ đầu tư được bố trí kế hoạch vốn lớn trong năm 2021 và có tỷ lệ giải ngân thấp. Tính đến thời điểm giải ngân ngày 19 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân các quận huyện